Chào mừng bạn đến với chương trình truyền hình thực tế vì cộng đồng, sẻ chia từ tâm, nâng tầm cuộc sống của cộng đồng doanh nhân thiền ca Việt Nam, nơi chúng tôi đang làm những điều đặc biệt. Hàng triệu người vẫn đang đối mặt với những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, không nhà cửa, không người thân, không giấy tờ và thiếu thốn mọi trang thiết bị cần và đủ của cuộc sống. Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của họ mỗi ngày. Với chương trình truyền hình thực tế sẻ chia từ tâm, nâng tầm cuộc sống, chúng tôi mang đến cho họ những món quà về mặt vật chất, về mặt tinh thần để giúp đỡ họ. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp, hỗ trợ sự cần thiết để họ có thể tái hòa nhập cộng đồng, có một cuộc sống tốt hơn và thậm chí sẽ giúp cho họ có một công ăn việc làm tốt hơn. Cùng chờ đón chương trình truyền hình thực tế vào tháng 9 năm 2024 tại hai địa điểm thành phố lớn, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào toàn thể các quý vị khán giả, tôi là Hiền Anh Nguyễn, là giám đốc của công ty A99 Việt Nam và cũng là người sáng lập ra cộng đồng doanh nhân thiền ca Việt Nam. Trong suốt 12 năm qua, trên những chặng đường thăng trầm của cuộc sống, thì tôi nhận thấy rằng cuộc sống này của chúng ta luôn luôn có một giới hạn nhất định, nhưng sự từ bi và sự yêu thương luôn luôn là vô hạn. Chính vì đó, dự án truyền hình thực tế sẻ chia từ tâm nâng tầm cuộc sống đã được phát triển và được ra đời kết hợp cùng với tập đoàn giáo dục số 1 Việt Nam Online. Đó là một điều mà cộng đồng doanh nhân thiền ca rất là hạnh phúc, bởi vì chúng tôi đã hội tụ được những nhà bồ đề tâm để nói lên tiếng nói của mình, để nói lên sự tri ân quê hương đất nước của mình bằng những hành động thực tế. Đó là chúng tôi sẽ tìm những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chúng tôi sẽ giúp được họ một cuộc đời chất lượng và sống tốt hơn. Và bên cạnh đó nữa, truyền động được sự yêu thương và sự đoàn kết tinh thần của người Việt Nam yêu nước và thịnh vượng. Và quý vị ơi, hãy cùng follow chương trình của chúng tôi nhé. Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Nguyễn Phụng, là chủ tịch hội đồng quản trị của Online Group. Và ngày hôm nay tôi rất là vui bởi vì chúng ta đang có một cái chương trình mà với tôi rất là ý nghĩa. Và tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui này đối với cộng đồng toàn cõi của Online của chúng ta. Như các anh chị biết là Osuha của chúng ta ra đời và có rất là nhiều những cái giá trị và mang đến cái sức khỏe, hỗ trợ cho người dùng cũng như là trong cộng đồng của chúng ta. Sâu xa hơn nữa, lý do tại sao Online cho ra mắt Osuha nó còn mang một cái ý nghĩa lớn lao hơn, là Nguyễn Phụng mong muốn rằng là đây sẽ là một dòng sữa hạt lan tỏa sự yêu thương và lan tỏa thực tế. Trên cái tinh thần sữa hạt lan tỏa yêu thương, chúng ta sẽ có một chương trình truyền hình thực tế, đó là chương trình sẻ chia từ tâm và nâng tầm cuộc sống. Một hộp sữa trao đi là một cuộc đời hạnh phúc. Online sẽ trích những cái phần lợi nhuận của mình để đóng góp, để chia sẻ, để giúp đỡ cho cộng đồng. Và có rất nhiều những mảnh đời khó khăn, có rất nhiều những cuộc đời không được may mắn như chúng ta, nhưng mà họ vẫn đang nỗ lực để họ vươn lên mỗi ngày. Vậy thì nếu như mà sản phẩm của chúng ta có thể giúp họ một phần nào đó về mặt vật chất cũng như tinh thần, để cho họ có những cái niềm tin về cuộc sống, họ sẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc sống thì rất là tuyệt vời. Và dựa trên tinh thần đó thì Osuha là nhà tài trợ chính thức cho chương trình sẻ chia từ tâm và nâng tầm cuộc sống, để giúp cho những người dân có những cuộc sống khó khăn hơn, họ có được một bữa ăn, họ có được một cái niềm vui, họ có được một cái sự an ủi. Và chúng ta cũng hoàn toàn tự hào rằng là sản phẩm của chúng ta, ngoài việc đó là tạo ra những giá trị về mặt sức khỏe, thì có thêm những giá trị về mặt xã hội. Cảm ơn bạn đã ở đây và quan tâm, lắng nghe. Cùng nhau, chúng ta có thể làm đến điều kỳ diệu. Hãy theo dõi và chia sẻ để lan tỏa thông điệp nhé.